này. À, nếu mà nó bị lag thật thì nó sẽ đâu từ cái phút mà nó bắt đầu game chờ game này cơ. Bây giờ để tay sinh rồi chắc là lag thôi. Lag thật. Nó là lag hiển thị thật. Vâng, Bây vâng. giờ là Julia. Tôi thấy rằng là cái tỷ lệ mà Miller của chúng ta gặp Julia thua rất nhiều. Cả lắm như anh ấy bị khớp với cả cái character này. Không biết là Itga của Julia của Itga liệu có thể làm thế nào. Có vẻ như Izga sử dụng Julia cũng tương đối tốt thôi, tôi thấy có vẻ là cũng không ấy lắm. Bắt cầu Vâng, và thủ rất có một chuẩn. pha vào tường. Tôi muốn nhìn thấy nhiều sự cổ vũ của chúng ta dành cho Miller. Vô cát của chúng ta là đang hơi im ắng một chút. Đây là lúc để mọi người có thể ủng hộ cho người giữ cửa của Việt Nam chúng ta ngày hôm nay đấy ạ. Anh em hãy cố gắng cổ vũ cho Miller, truyền sức mạnh cho lá cờ của chúng ta, lá cờ cuối cùng. Vâng, và có vẻ như là Minh Lâu chưa hề muốn bỏ cuộc đâu, anh không muốn dừng lại ở đây. Vâng, có vật đến từ Julia. Rồi một Người pha chơi đơn Julia sinh. là... Người chơi Julia là tiến tốt. Combo của Julia thì chưa bao giờ làm nhẹ cả, combo của cô nàng này rất là nặng. Ui. Vâng, có cột lực là Chết. combo chuẩn. Tiếp tắc rồi. Ok, có một cái giây phút mà mình lơ ấn trượt instant dive kick làm tôi hơi sợ hãi một chút, nhưng mà không, anh nhìn vẫn chữa lỗi một cách rất là nặng. Vâng, và tất cả mọi người đều đang cổ vũ cho Minh Lơ. Vâng, có Sự cố combo. vô chuẩn quá. Vâng, có vẻ như là đánh rất quen tay rồi. Ui ôi, bị áp Vâng. đảo hoàn toàn rồi. Vâng, và có 7 chữ vàng hiện lên. Nhưng không sao, niềm tin của tất cả mọi người đều vẫn đang đặt lên vai anh. Có vẻ như là Ui dùng luôn hai hai quyền lực. Julia này là một người chơi khá bình tĩnh, anh ta điều chỉnh cái nhịp độ khá tốt, bắt lỗi tốt, có combo đưa tường rất xa. Tại sao lại có thể có những nhân vật đưa tường xa được như thế nhỉ? Của Julia đưa tường thuộc hàng tốt luôn đấy anh. Vâng, và có chế độ hoàng kim luôn, vào đến giường Ôi có một instant chuẩn. like combo cực chuẩn, trời ơi. Vâng, rất căng thẳng. Nhưng mà tại sao lại là một pha wake up như vậy? Hơi tham lam. Khi ta có vẻ là thật sự là pha đấy là hơi vội. Tôi thấy rằng là xử lý như vậy là hơi vội, mà cái wake up đấy tôi không nghĩ rằng là Miller lại có thể Rất bất ngờ là không hiểu sao lại có thể tại wake sao lại up được quên ra pha cái như kiểu thế. đấy. Nó rất là bừa bắt. Thật sự là đấy là một thường là wake up kiểu đấy, người ta chỉ wake up cầu may thôi. Và một pha chống lách tốt, hai cái vả vào mặt đáp trả lại, nhưng mà khả năng đáp trả của Julia là quá tốt. Vâng, Thằng nhịp độ vỡ chiến máu đấu rồi vẫn đang rất nhanh. và Julia thể hiện khả năng di chuyển. Có vẻ như là tôi cảm thấy rằng là hai nhân vật này đều có cái lối đánh rất nhanh, nhưng mà cái tầm tay của Julia khá xa như đòn vừa rồi chẳng hạn. Có thể đấy là sự tập trung Ui. của khán giả khi mà cái kênh chat của chúng ta trên stream cũng đang mọi người cũng đang nín thở để xem, không thấy có Vâng. một dòng chat nào. Vâng, và Mặc đang dù rất tôi cố đã gắng. Mọi người đều đang rất nín thở chờ đợi xem là Minh Lơ có làm thở nên thế kỳ này tích không quá, này. tôi đang kêu gọi mọi người cổ vũ cho Miller, nhưng mọi người đang rất tập trung. Sao để đấy là mọi hy vọng của chúng ta đang dồn vào Miller. Vâng, và có vẻ như là vừa rồi là một pha lách tốt, Rất dồn tường hay tốt. phòng thủ rồi, một pha lách rất hay của mình rồi. Combo chuẩn chỉnh không được rồi. Nhưng mà ngay lập tức là đáp trả bằng một combo nhưng mà bị drop của Julia. Julia có thể nói là một nhân vật rất toàn diện của tắc kè. Cái gì tôi cũng có. Ôi Tập trời trung không ơi. được rồi. Một pha này tôi phải nói là rate art có tính toán đấy, chứ cũng không phải là không đâu. Pinner đang Ta xanh. Không sao cả, đang xe đòn. vẫn còn hy vọng. Vâng, combo cực chuẩn của Miller. Nếu nó lại Vâng, không từ đến đầu tường, lại không tặng tường rồi. đáng ra Với trong là những lúc thằng mà tâm lý như thế này thì khi mà gặp những cái tình huống combo mà
chỉ thiếu một chút như này mà không chạm vào tường sẽ gây ra chốc rất lớn. Vâng, khả năng là đang bị chốc rồi. Chốc rồi, nhưng không sao cả, vẫn tiếp tục là mình không vấn đề gì hết. Vâng, instant dive kick không thành công. Đây là bản lĩnh của dị nhân Việt Nam, không hề bỏ cuộc. Vâng, tiếp tục là một pha sử dụng bình lực. 30 chưa phải là tết. Đất này vẫn không được rồi, không rồi, vẫn còn. Một quá thì vật đi. Đấy, hợp lý. Một vào đầu rất quý giá cho mình rồi. Vâng, rất quý giá, cứu lại một chút tinh thần cho anh. Vâng, một pha vừa rồi không là cả hai được tính rồi. Không bắt được combo vừa rồi, rất đáng tiếc. Bởi vì theo cái lối đánh này thì Julia và Minh Lơ đang phải đánh chỗ đôi công. Người nào có được thế chủ động hơn thì người đó. Rất hay, đây rồi. Vâng, mình có niềm tin rất lớn là vào này sẽ dành cho Minh Lơ. Tôi có niềm tin rất lớn luôn, combo cực kỳ chuẩn chỉnh. Có vẻ như là anh sẽ phải lấy lại bình tĩnh của mình rồi. Kinh khủng thật, vâng, khả năng bắt combo của Inga cũng không hề kém. Combo như mắt tắt. Ấy, quá hợp lý. Vẫn còn hy vọng. Hy vọng vẫn đang là rất lớn. Không sao, còn thở là còn gỡ, cố lên ạ. Vâng, sức nóng của trận đấu đang khiến cho khán giả và tất cả khán giả chúng ta á khẩu luôn. Không còn ai có thể chạm vào bàn tím để cổ vũ cho Minh Lơ. Vâng, chỉ đến ngay cả Caster chúng tôi thôi. Đến ngay cả ban Caster đây có một số lúc cũng còn phải á khẩu, không biết phải nói gì. Ấy, rất hay luôn. Em tận đây rồi. Một vâng, lần nữa không thành công của Julia phải trả giá rất đắt. Và đây chắc chắn sẽ là bắt đầu của Elisa rồi. Có thể chiến đấu với Elisa của Minh Lơ. Chính xác là như thế, bởi vì Julia... Nhưng theo em thấy thì nếu mà đánh Julia thì map không tường thì nó lại 50-50 hơn là map có tường. Chính xác, thật ra Julia là một con tương đối là toàn diện. Theo cái hướng là không tường hay có tường không quá quan trọng. Có hiệu ứng là chính không? Có hiệu ứng là chỉ của mình là vâng, đang tường vâng, đưa vào một tường khác luôn. Ngay lập tức là một pha đáp trả. Đưa tường rất xa. Đưa con đối tường là rồi là phải đến được tính rồi. Vâng, mà có vẻ như là khi cổ vũ cho một cái tuyển thủ Việt Nam thì tôi vẫn thấy thích thú hơn. Vâng, lại là hiệu ứng nhà kính. Có một sự đáp trả tốt từ người chơi Julia. Ôi, bắt đây này, vâng, cứ đến tất tay của mình đã không nhận rồi. Sao lại làm một cái đòn lỗi như vậy? Đáng ra là pha đấy có vào được combo không nhỉ anh Hưng nhỉ? Cái đấy vào được combo đấy... nhưng mà trúng. Nó phải đúng đòn. Nó rất là chậm. Cái này nó là một trong những đòn mà tất cả các Elisa player đều khuyến cáo là không nên dùng. Vì nó quá chậm. Vâng, và buồn đòn từ xa. Có vẻ như Miller đang... Có vẻ như là đang đọc nhất lợi. Báo tình mất rồi. Báo không tình. Sao cả, đây vẫn sẽ là vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng cho Miller. Không có vâng, gì hiện có thể... tại nắm hai vạch lực trong tay thì... Chúng ta phải hết sức tin tưởng vào Miller. Khi nắm hai vạch lực trong tay thì cái gì cũng có thể xảy ra. Ừ, mà rút xa. Rồi, nghe thì có mất rồi. Vâng, không sao cả, vẫn có niềm tin, vẫn phải có niềm tin vào Miller. Tất cả mọi người phải không được mất niềm tin. Chính xác là như vậy, con thở là con gỡ, cố lên ạ. Tiếp tục là như vậy, không thể gì hết, vẫn có thể đứng dậy được. Vẫn còn máu, vẫn có thể tiếp tục, vâng, vẫn có thể tiếp tục. Chúng ta vẫn đang tiếp tục. Ây, tiếp tục là một phát sử dụng bình lực rất hay của mình rồi. Không có thể tham rồi. Không ngủ rồi. Không ngủ rồi, đang ở trên rồi. Đủ đam rồi, đủ đam rồi, đủ đam rồi. Chắc chắn là đủ đam rồi. Em ở trên rồi, đang ở hay đây thổi lớn hai rồi. Quay đầu chỉ bằng một máu, quá hợp lý. Rất sát sao. Vâng, ngay bây giờ đây thì cả đỡ lâu rất tốt. Bây giờ là có cơ hội đánh lên. Trận này rất máu lửa. Quá khó thở ở trận đấu này. Tôi ngồi ngay trên hạt đất rất lâu đây, tôi cũng khó thở rồi. Tận dụng cơ hội của mình nữa. Vâng. Có vật đến từ Julia. Phản công thất tốt. Một ai và có thể đây sẽ là một pha comeback đến từ phía người Việt Nam của chúng ta. Vâng. Vâng, có vẻ như là hơi nóng của Minh Lơ đi, Bốc đã cảm thấy hơi nóng của Minh Lơ rồi. Anh ta nên ngồi chờ sẵn trên ghế đi, bởi vì người Việt Nam chúng tôi đang đến đây. Đúng rồi. Đánh rất kiên cường. Một pha hút máu. Rất tuyệt vời, hay quá, quá hợp lý thắng luôn. Rồi, thắng rồi, tôi chắc chắn với các bạn, đây sẽ là chiến thắng của Minh Lơ, đây sẽ là chiến thắng của Minh Lơ.
không bao sinh. Ui, đúng rồi, đúng rồi, đây rồi. Không cần phải suy nghĩ nghi ngờ gì về chiến thắng của mình đâu. Mang bóng đến đây. Trận đấu này đã cho thấy được sự kiên cường của người Việt Nam.